Top sai lầm của những người chơi hiện tại. Top 1. Dư tiền quá rảnh rỗi vào đây mua một đống táo, cứ ngỡ là chế tạo đồ vật phẩm mới được, ai ngờ chế tạo không được. Cứ tưởng là mình tỉnh táo, ai ngờ táo nó cho mình tỉnh luôn. Mọi người lưu ý nha, hai loại táo này nó khác nhau nha mọi người. Một là táo bình thường, hai là cái này là táo mặt nha, táo này để chế tạo đồ nè.